đến với kênh tin giải trí Và bây giờ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé Bạn gái và bạn thân cùng báo tin có bầu, tôi không biết nên cưới ai Ai mà ngờ được bạn gái giận dỗi còn đòi chia tay Chán tôi cùng cô bạn thân nhậu đến mức xỉn khoát cần câu, chẳng còn biết gì nữa. Cuộc đời đúng là cứ thích trêu người người ta, Tôi có bạn gái cũng được 5 năm rồi, tình cảm của chúng tôi suốt 5 năm qua có thể nói là khá sâu đậm, hai đứa yêu đương nhau cũng không cãi vã gì, cũng rất hiểu nhau, quen nhau từ ấy năm rồi, hai bên gia đình cũng đã biết rõ mối quan hệ của cả hai, cũng thúc giục chúng tôi cưới sinh. có điều tôi cứ có cảm giác không được yên tâm lắm. Nói thẳng ra thì chúng tôi gần cưới nhau cũng lâu rồi mà chẳng dùng qua bất cứ biện pháp nào cả. Tôi thì còn trưởng nên cứ muốn chắc chắn là có bầu thì cưới. Chuyện này bạn gái tôi cũng biết và em đương nhiên cũng là đồng ý với tôi rồi. Chúng tôi đều có quan điểm rất rõ ràng, rằng nếu không có trước khi cưới, lỡ sau này về muộn con như nhiều cặp vợ chồng khác, rồi từ đó mâu thuẫn sinh ra thì đúng là khó mà sống tiếp với nhau được lắm. Còn phải nói thêm, tôi có một cô bạn thân, nói chung là bạn thân trước khi yêu bạn gái tôi cơ. Tình cảm cũng được gọi là thanh mai trúc mã, cả hai chạy thân hiểu nhau đến từng chân tờ kẻ tóc, thế mà không yêu nhau. Điều này thì chính bản thân tôi cũng thấy khó hiểu. Âu cũng là cái duyên, cái số mà thôi. Bản thân của tôi thì vẫn chưa có người yêu, nó thích tự do, thích bay chảy, nên bố mẹ nó cũng nhờ tôi khuyên nó suốt thôi. Câu chuyện tôi và bạn gái chờ có thai mới cưới, bản thân của tôi nó cũng biết. Nó bảo tôi hành xử như thế là đúng. Thế nhưng bạn gái của tôi, khi nhìn bạn bè của mình lũ lượt lên xe hết cả, thì cô ấy cũng bắt đầu dục giả tôi chuyện cưới sinh. Sao em nói muốn chờ có bầu mới cưới, nhưng em không muốn chờ nữa giờ chẳng lẽ em cứ chờ chờ mãi anh không cưới thì để em ế đến già à chẳng hiểu sao bạn gái đột nhiên lại thay đổi quyết định của bản thân như thế rồi lại còn lôi cả chuyện tôi với cô bạn thân ra để mà nói này nói kia thú thật là bạn gái tôi yêu tôi được từng ấy năm rồi nhưng cũng không thích cô bạn thân của tôi lắm cô ấy từng thẳng thừng với tôi bạn thân cũng ghi yêu là một cái gì đó sắc khảm cho nên em mong rằng giữa anh và cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì khiến cho em phải khó chịu. Những lời đó của bạn gái tôi nghe chẳng lọt tay chút nào, thế nên nhiều lần chúng tôi cũng mâu thuẫn cãi vã với nhau chỉ vì việc đây. Dù bạn gái tôi không thích bản thân của tôi, nhưng bản thân của tôi, cô ấy vẫn rất vui vẻ hòa đồng với bạn gái của tôi. Đây chính là điểm mà chúng tôi thân với nhau vì quá hiểu nhau. Hôm vừa rồi chúng tôi lại cãi nhau, cũng chẳng có gì hết sinh nhật cô bạn thân. Tôi rủ bạn gái đi cùng nhưng cô ấy từ chối. Thế nhưng tôi thì đi với cô ấy lại hầm hực bảo tôi chỉ biết có bạn thân, không coi cô ấy ra gì. Mặc kệ chứ, chuyện gì ra chuyện đó. Tôi vẫn quyết định đi cùng cô bạn thân vì cả năm cũng chỉ có một ngày đầy thôi. Ai mà ngờ được bạn gái giận dỗi lại còn đòi chia tay. Chán tôi cùng cô bạn thân nhậu đến mức chẳng biết gì nữa. Tỉnh dậy cả hai đứa đều hoàng hoàng khi trên người chẳng còn một mảnh vải che thân. Ngại ngùng không biết nói gì thì bạn thân liền bảo, Tai nạn thôi mà, mày đừng suy nghĩ nhiều quá, tao với mày vẫn bình thường như xưa. Tôi tự thấy mình có lỗi với bạn gái quá, lại có lỗi với cả cô bạn thân. Tưởng mọi chuyện cứ thế mà qua đi, thì đùng một cái, tháng sau bạn gái tôi mừng rỡ báo tin đã có thai. Tôi mừng quýnh, nghĩ cuối cùng thì mọi chuyện rồi cũng ổn. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng vui lắm, ông bà dục cưới luôn. Ai à về niềm vui chưa tròn miệng, thì đúng lúc đó cô bạn thân của tôi lại gọi điện bảo Tao hai vạch rồi mẹ ơi, làm sao đây? Tao đã uống thuốc rồi mà vẫn dính. Tôi chón ván quá. Giờ thật sự không biết phải làm thế nào. Bạn gái với bạn thân của mình báo tin có thai. Cưới ai bỏ ai bây giờ đây? Sao tự nhiên tôi lại rơi vào chuyện trắc rối bế tắc thế này chứ? Xin hãy cho tôi lời khuyên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mỗi ngày.